Tại Mỹ, người hâm mộ đang ngóng chờ sự kiện thể thao Super Bowl, siêu cúp bóng bầu dục Mỹ 2023. Và như mọi năm, giải Super Bowl đang thu hút rất nhiều các nhãn hàng quảng cáo, dù giá là không hề rẻ. Không chỉ thu hút các công ty quảng cáo cho tiền điện tử, năm nay, Super Bowl cũng là lựa chọn đầu tư lý tưởng cho các hãng bia và nước giải khát. Nổi bật trong số đó là quảng cáo của hãng bia hàng đầu nước Mỹ, Anheuser-Busch, Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của các thương hiệu lớn khác như Henneken, Monson Coors, Sam Adams và Remy Martin. Họ đều là các đối thủ cạnh tranh trong phân khúc thị trường dành cho bia và rượu. Nhờ độ phủ sóng rộng trên truyền hình cùng với sức hút công chúng rất lớn, Super Bowl cũng được vợ chồng diễn viên nổi tiếng Miles Teller và Kelly Sperry tham gia trong quảng cáo của Bud Light. Trong thời gian diễn ra Super Bowl, hầu hết khán giả đều rất hào hứng với quảng cáo và bàn luận nhiều về nó. Đó là cơ hội tốt cho các nhà tiếp thị và cả công chúng. Vì vậy, với tư cách là một nhà tiếp thị, bạn đang đầu tư cho quảng cáo mà với phạm vi tiếp cận lớn, bao gồm nhiều người tiêu dùng đang dành nhiều sự quan tâm vào nó. Bên cạnh các hợp đồng quảng cáo lớn từ sự kiện này, chi phí được hé lộ cũng khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự đắt đỏ. Theo ông Derek Rucker, giáo sư tiếp thị tại trường quản lý J.L. Kellogg của Đại học Northwestern, ước tính doanh nghiệp có thể sẽ phải chi khoảng 7 triệu đô la Mỹ cho 30 giây quảng cáo tại sự kiện Super Bowl.